Hello, em xin chào tất cả các bạn. Em đang sắm một chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu là Citizen Sapan. Chiếc này sử dụng máy lớn kim choi, hai pin chung nha các bác. Vỏ gỗ rất dày, chiều sâu vô là 9 cm, chiều ngang là 36, chiều cao lên là 34,5. Máy kim choi chạy rất êm, số giờ là cọc nổi tia lấp lánh nha. Sapan làm chiếc này các bạn, chiếc này gỗ của nó rất độc lạ nha, gỗ giống như cái vân xước nha, mặt kính viền kim loại. Chiếc này treo lên rất xưa và cổ điển nha các bạn, tại vì nó có hậu rất dày và cách thiết kế cũng rất độc lạ. Rồi bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267 và đem lại số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em để cần hình ảnh và video hoặc mình trao đổi trên Zalo cho nó tiện nha. Em kết thúc video, chào các bác.